Dạ anh ơi, em thấy Sang nó đang ngủ gật trong giờ làm á. Ok, để anh nhắc nhở với bạn. Anh ơi, dự án lần này em thấy nhưng nó có chuyện buồn, chắc nó không làm được đâu anh. Ok, để anh sắp xếp với nó. Ê, sao mày nói với Linh là tao ngủ gật? Tối qua tao làm báo cáo xíu, ngủ gật làm gì ghê vậy? Tao thích thì tao nói, rồi mày làm gì căng. Tao còn chưa nói cái vụ mày nói anh Linh hủy cái dự án của tao đó. Dân nhân nào thì gặp quả đó đó bạn ơi, cho mày chừa. Ok, mời vào. Dạ, anh gọi hai đứa em. Đúng rồi, anh lâu rồi cũng không gặp bọn em ấy. Thì gọi bọn em vào để nói chuyện chút thôi mà. Sang, anh có một cái câu hỏi này muốn dành cho em. Đó là vì sao người ta lại cuốn con cua rất là chặt? Vì con cua nó rất là mạnh, nó có thể vùng vẫy và bò nhanh. Càng của nó có thể kẹp xé thịt mình. Em nói vậy đúng không anh? Em nói đúng rồi Sang. Thế còn Nhân, anh muốn hỏi rằng là khi nào ấy thì con cua người ta không cần phải buộc, dù nó còn đang sống và rất là khỏe mạnh? Dạ, theo em nghĩ là khi nó nằm ở trong chậu. Bởi vì khi một con nó muốn trèo lên á thì con khác nó sẽ kéo xuống, và người ta sẽ không cần phải dùng dây để buộc lại. Em trả lời đúng rồi đấy. Thế hai tụi em có thấy ấy, là mình giống con cua? Là sao anh? Dạ là sao anh? Một trong hai thì luôn tìm cách kéo cái người kia xuống. Em không biết đó là vì lý do gì, nhưng á, về cơ bản là tụi em giống như những cái con cua vậy, luôn tìm cách tàn sát lẫn nhau. Cả hai em á thì đều rất là giỏi, nhưng lại không biết kết hợp với nhau. Và đừng giống như con cua ở trong chậu nữa, nếu như các em thực sự muốn phát triển. Mình không chung giấc bao, chúng ta khi sinh ra đều có tạo hóa riêng. Bao lời danh chẳng màng, ta cùng chung ước mơ.